Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Vấp Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng trên hệ thống Zalo, Facebook Fanpage và website nhadathuyhung.com. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay em tiếp tục gửi đến quý vị chúng ta một cặp nhà với diện tích ngang 4,5m, độ dài 15m, nằm trên trục đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngay kề bên ngã ba Thống Nhất và Nguyễn Văn Lượng, sát bên Lotte Mart, quận Gò Vấp và khu dân cư Cityland. Một khu vực rất là đẹp, thuận tiện ở làm văn phòng công ty cho thuê, kinh doanh bán làm showroom spa. Và đây là một căn nhà thiết kế một trệt một lửng ba lầu theo kiểu nhà phố mái Thái, lửng có lửng năm 2022, tặng kèm full nội thất bên trong, một mẫu nhà rất là đẹp. Và đây là căn nhà hướng nam nha quý vị. Căn nhà quý vị đang xem là một căn nhà nằm trong một khu phố đồng bộ, chỉ có một mặt nhà thôi, có tầm khoảng 10 căn nhà phố và đường trước nhà rất là rộng, đường xe hơi một sẹc. Đường này thì quý vị di chuyển xe hơi xe tải vào nhà thoải mái và dễ dàng. Ở đây thì có hai căn giống nhau nha quý vị. Và căn bên này thì gia chủ không đậu xe hơi này. Căn này thì cũng thiết kế khác, hai căn thì thiết kế khác cầu thang thôi. Một căn là cầu thang đi bên trái và một căn là cầu thang đi bên phải. Nhà thiết kế có lửng nên không gian bên trong rất là thoáng và sáng nha quý vị. Và hôm nay Hùng sẽ thăm cho mọi người tham mấy quan mà có xe hơi đậu bên trong nha. Và vị trí căn nhà thì hẻm xe hơi 5m sát với mặt tiền đường chính, đường lớn, ngay ngã ba Thống Nhất và Nguyễn Văn Lượng, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cách mặt tiền Thống Nhất khoảng tầm 30m nha quý vị, là ra tới mặt tiền đường Thống Nhất rồi, đường chính luôn, rất là gần nha quý vị ơi. Và vị trí căn nhà nằm ngay ngã ba Thống Nhất và Nguyễn Văn Lượng. Và căn này thì xe hơi đang đậu trong nhà này. Ở đây thì quý vị thấy là xe hơi đậu được trong nhà nha quý vị. Nhà này thì quý vị đậu bừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ bên trong nhà, thiết kế có hai lớp cửa. Và chúng ta sẽ cùng Huy Hùng vào bên trong tham quan căn nhà nhé. Căn nhà thì đang có diện tích ngang 4,5m, độ dài lên tới là 15m và được gia chủ xây kiên cố một trệt một lửng ba lầu, tặng kèm full nội thất bên trong, xe hơi đậu trong nhà và di chuyển vào nhà rất là thoải mái và dễ dàng. Nhà hẻm một sẹc, cách mặt tiền đường chính đường lớn khoảng tầm 30m thôi, rất là thuận tiện cho đại đình chúng ta vừa ở vừa làm văn phòng công ty cho thuê, kinh doanh bán làm showroom spa. Khi mua thì toàn bộ nội thất gia chủ sẽ lại và gia chủ đang cần tiền nên sẽ bán trước một căn. Ở đây thì gia chủ có tới 3 căn và sẽ giảm 1 tỷ. Trước đây thì chào bán với giá là gần 10 tỷ, nay gia chủ kẹt tiền chỉ còn chào bán với giá là 8 tỷ 900 triệu đồng, còn bớt lộc cho quý vị thiện chí mua nhanh. Quý chị, những vị khách hàng đang tìm mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, thấy căn nhà đẹp, vị trí đắc địa và rất là gần với trung tâm như là Bình Thạnh, rồi quận Phú Nhuận và các quận trung tâm như thế này thì có thể gọi cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Không gian bên trong, không gian phòng bếp thì có bàn ăn 6 ghế và có những bức tường ốp gạch tinh ca phun trần. Có tủ bếp được làm bằng chất liệu là gỗ căm xe và sơn màu trắng. Có bếp âm, máy hút mùi, bồn rửa chén bát và khu vực để tủ lạnh hai cánh. Phía trên phòng bếp thì có trần thạch cao, đèn trần và hai bên phòng bếp thì quý vị thấy có chậu chanh và ốp gạch xuyên suốt ra khu vực giếng trời và sân sau luôn. Khu vực giếng trời thì có giếng trời và có bồn rửa mặt bên ngoài cũng như là gương soi, bên trong là khu vực vệ sinh với bồn cầu và vòi tắm hoa sen. Căn nhà này thì gia chủ đang cần tiền nên là bán trước một căn, giảm giá 1 tỷ cho quý vị thiện chí mua nhanh, chỉ còn 8 tỷ 900 triệu đồng còn bớt nhẹ cho quý vị đến xem và mua nhà ngay. Nhà mới sổ hồng riêng, không cầm gỗ ngân hàng, sổ hồng đang cầm tay, quý vị mua nhà công chứng nhanh gọn trong ngày. Và khi mua nhà thì toàn bộ nội thất bên trong như trong video Hùng quay sẽ được gia chủ để lại hết nha. Nhà hướng chính nam nha quý vị, phù hợp cho quý vị chúng ta thuộc phong thủy là đông tứ trạch. Quý chị đang cùng Hùng tham quan trực tiếp tại căn nhà. Căn nhà này quý vị mua để đảm bảo bán ra sinh lời luôn nha mọi người, vì giá bán tương đối mềm. So với những căn nhà trên quận Gò Vấp mà lối đường Phan Huy X hoặc là đường Lê Đức Thọ, Phạm Văn Chiêu thì tính ra giá căn nhà này rất là mềm. Thì mọi người thấy video căn nhà này có thể gọi cho em để đi xem và sở hữu ngay. Không gian phòng khách trên tầng lửng thì có luôn phòng vệ sinh cho quý vị sử dụng luôn nha. Nhà có tới 6 phòng vệ sinh. Phòng khách trên tầng lửng ở đây thì có sofa và có tủ kệ tivi. Thì chúng ta đậu xe thì đang còn dư một cái bộ sofa ở dưới ở phía sau cái xe hơi. Thì quý vị sẽ mang cái bộ sofa to đó lên khu vực tầng lửng này để tiếp khách nha. Và nếu mà gia đình chúng ta có người già thì không gian tầng lửng này quý vị cũng có cải thiện lại và làm cái không gian phòng ngủ dành cho người già cũng được, vì đây nó có vệ sinh luôn. Phòng vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Một vị trí rất là đẹp, đắc địa, phù hợp cho đại gia đình chúng ta vừa ở vừa làm phòng công ty cho thuê, kinh doanh bán làm showroom spa. Vị trí sát bên Lotte Mart, quận Gò Vấp và kề bên khu dân cư Cityland, ngay ngã tư Quang Trung và Thống Nhất, cũng như là sát bên bệnh viện Hồng Đức,
siêu thị E-Max, siêu thị Lotte, kề bên là trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Và nhà chúng ta di chuyển qua sân bay khoảng tầm 5 phút đi về trung tâm thành phố, khoảng tầm 15 đến 20 phút đi xe gắn máy thôi. Vị trí quá đẹp và đắc địa đi nha quý vị ơi. Quý chị mua thì sẽ có lời ngay tầm 1 tỷ luôn so với những căn nhà trên trục đường Phan Xích và đường Phạm Văn Chiêu cũng như là Lê Đức Thọ. Thì đây là một căn nhà rất là gần, nằm ngay ngã ba Thống Nhất và Nguyễn Văn Lượng. Và giá bán như vậy là rất là mềm mại cho quý vị luôn nha quý vị. Khu vực không gian phòng ngủ thì rất là rộng, được ốp sàn gạch 60, có giường ngủ, có máy lạnh tặng kèm. Và phía trên thì có trần thạch cao đèn chiếu sáng, có tủ kệ tivi và có cửa sổ ra giếng trời cũng như là vệ sinh trong. Phòng vệ sinh thì gia chủ làm rất là kỹ với bồn cầu, lavabo rửa mặt, gương soi được đặt bên ngoài. Bên trong là vòi tắm sen thuyền, vòi tắm hoa sen và có bồn tắm đứng nữa nha quý vị. Nhà thiết kế rất là đẹp, có tới 4 phòng ngủ và chúng ta đang đến với không gian phòng ngủ đầu tiên cũng như là phòng ngủ số 2 của lầu 2 của căn nhà. Phòng ngủ số 2 thì cũng có đầy đủ nội thất bao gồm giường ngủ, máy lạnh, phía trên là trần thạch cao và tủ kệ tivi. Có hai căn cho quý vị chọn lựa luôn nha mọi người, và có một căn nhà là cầu thang đi bên trái và một căn là cầu thang đi bên phải. Thì quý vị thích cầu thang đi bên trái hoặc đi bên phải đều có để có cho quý vị chọn lựa luôn nha, hai căn giống nhau. Và căn này thì cũng rất là đẹp và nó chỉ cách mặt tiền đường chỉ có 30 mét thôi. Rất là thuận tiện cho đại gia đình chúng ta mua ở mua làm phòng công ty. Quý vị đang xem video trực tiếp tại căn nhà và đây là một căn nhà Hùng thấy giá rất là hợp lý nên là quý vị đến xem nhanh, thấy căn nhà phù hợp thì có thể chọn ngay cho mình cái sản phẩm này, vì cái sản phẩm này quý vị có thể đầu tư và sinh lời được nha mọi người. Lên bên trên chúng ta sẽ cùng Huy Hùng đến với không gian của phòng ngủ số 3 và số 4. Thì tất cả phòng ngủ đều tương đối giống nhau và nội thất bên trong thì cũng rất là đẹp. Và khi mua thì toàn bộ nội thất như cái trong video Hùng quay sẽ được gia chủ tặng kèm, trừ cái xe hơi ra nha quý vị. Vì cái xe hơi là gia chủ để trưng bày chứ không tặng kèm đâu nha. Và quý vị xem thêm nhiều những mẫu mã nhà đẹp trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, quý anh chị cũng có thể truy cập thêm vào hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage và website nhadathuyhung.com. Cũng có trên hệ thống kênh YouTube Nhà Đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp Tân Bình thì quý vị có thể đăng ký kênh hoặc bấm chuông nhấn like để liên tục được cập nhật những video mới nhất, những sản phẩm nhà bán mới đẹp nhất bên mình chào bán và gửi đến quý vị cũng như đại gia đình mua nhà. Trên đây là không gian của cái phòng ngủ số 3 và số 4 thì nó cũng rất là đẹp và có máy lạnh kèm theo, đầy đủ nội thất cho quý vị sở hữu luôn nha. Phía trước là cửa sổ và cửa ra ban công này. Ngoài ban công thì có những cái lam kết hợp với đèn chiếu sáng và những cái lục bình. Khu này chỉ có một mặt nhà thôi nên quý vị không ở rất là sướng và không bị phiền khi mà đối diện nhau, san sát nhau thì những cái nhà đối diện nhau thì cứ nhòm ngó sang nhà bên cạnh. Vì đây là một mặt nhà nên quý vị yên tâm về cái vấn đề không thích những cái nhà hàng xóm nhìn qua nhà mình nhé. Và đây là không gian bên trên, khu vực bên trên thì quý vị sẽ đến với không gian có phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau luôn nha quý vị. Như vậy là quý anh chị chúng ta vừa đang cùng Huy Hùng đi tham quan trực tiếp một cái sản phẩm nhà rất là hợp lý, giá bán rất là mềm, với diện tích là ngang 4m rưỡi, độ dài 15m, xây phun đất, sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, mua bán công chứng nhanh trong ngày. Trên đây là khu vực không gian phòng giặt, thì phía sau thì gia chủ có để khu vực để máy giặt riêng biệt và phơi đồ. Ngoài sau đây là khu vực sân phơi đồ, phía sau thì gia chủ có làm lỗ giếng trời này, có để những cục nóng máy lạnh và có vòi nước phía sau để chúng ta trồng cây trồng rau ở phía sau này. Và phía ngoài cùng sẽ là cái khu vực phòng thờ cũng như là sân thượng phía trước của căn nhà nha quý vị. Chúng ta đang đến với không gian phòng thờ ở căn nhà, thì phòng thờ thì gia chủ làm rất là tuyệt vời với một cái phòng thờ rộng để quý vị thờ cúng tổ tiên ở đây. Và bên ngoài cùng sẽ là khu vực sân thượng phía trước của căn nhà, chúng ta sẽ ra khu vực sân thượng phía trước. Nhà xây chưa ai ở, sổ hồng riêng, giấy tờ rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày. Quý vị quan tâm thì hãy bốc máy và gọi ngay cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Nhà đất Huy Hùng sẽ dẫn mọi người đi xem tham quan, hỗ trợ quý vị mua nhà với giá tốt, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Rất nhiều sản phẩm nhà bán mới đẹp đang chờ đón quý vị chúng ta đi tham quan và chọn lựa trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Với giá bán 8.900.000 đồng, một giá bán mà quý vị mua đầu tư sinh lời ngay luôn nha quý vị. Giá bán đã rẻ hơn thị trường tới 1 tỷ rồi. Quý chị quan tâm hãy bốc máy và gọi cho Hùng để đi xem và sở hữu ngay. Nhà đất Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.